Ok, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình sẽ cập nhật về cái đồng giá, cái đồng CMB này sẽ list lên một cái sàn B2B nha tất cả các bạn. Trước khi cập nhật thì mình sẽ trao quả event tuần trước cho các bạn nha các bạn. Event lần trước thì có một bạn một comment là các bạn mình tính quay random cho các bạn, nhưng mà có một bạn kiếm tiền V4.0 này, mình sẽ tặng cho bạn này một cái trị giá 20k các bạn. Thì mong bạn này kết bạn Zalo với mình sẽ gửi tiền qua cho bạn này các bạn. Rồi mình sẽ quay vào vấn đề chính ngày hôm nay các bạn. Rồi anh em, thì anh em cũng đã biết rồi, thì cái đồng CMB hiện tại giờ nó list lên một sàn là cái sàn B2B nghe tất cả các bạn. Thì giá hiện tại nó là cũng là âm 6 số đầu 28, như là 28. Mình qua ETH thì thôi giờ mình qua giá bên cái thằng sàn coi biết thì nó cũng giá bao nhiêu nha các bạn, rồi rằng mình biết mình nên chọn cái sàn nào bán. Còn nếu bạn nào không muốn bán thì cứ thâu vào đi. Mà mình khuyên các bạn nên thâu trên sàn Coinbit này, thâu coi cái đồng CMB này vào đi, rồi chờ nó list lên một cái sàn Bitum thôi các bạn. Vì cái sàn B2B này nó cũng không có được lớn quá các bạn. Mình khuyên các bạn nên thâu đồng CMB này đi, chờ nó list lên cái sàn Bitum mình bán. Anh em cố gắng chờ đợi chút nữa đi nha. Cùng mình hiện giờ mình cũng đang đợi nữa. Anh em nhớ like và subscribe ủng hộ mình cả, mình có thông tin gì mình sẽ up lên cho tất cả các bạn nha các bạn. Mình làm cái YouTube này mình tiện ghép không có được bao nhiêu đâu, mình nhờ cái Facebook dư Facebook của mình không rồi các bạn ơi. Thì các bạn cũng đã biết đấy. Kênh mình thì rất là nhỏ. Giá hiện tại thì trên sàn của thằng Coinbit thì giá là cũng âm 6 số đầu là 3. Còn cao giá hơn cái sàn BHB thì đấy. Thì mình khuyên anh em cứ tiếp tục đầu tư vào thâu cái đồng CMB này nha các bạn. Chờ cái list sàn kia thì ấy, anh em nào muốn bán thì bán. Vậy video mình cập nhật đến đây thì cũng đã kết thúc. Xin chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ tất cả anh em. Anh em nhớ like và subscribe đây ha. Cảm ơn tất cả các anh em thật là nhiều nha. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em.